Cung điện Johannesburg không những là biểu tượng mà còn là nơi thu hút lớn của thành phố Aschaffenburg. Lâu đài này được xây dựng lại vào những năm đầu của thế kỷ 17. Đây là nơi ở thứ hai của các tộc giám mục và đại cử tri Mainz từ thế kỷ 13 đến năm 1803. Hiện tại thì mình đang ở trên con đường mà ngày xưa thì các phù thủ và các người cũng như là cung nhất đi dạo ở đây, và mình cảm thấy chỗ này rất đẹp. Từ giờ đến đây những cái ô cửa này các phù thủ sẽ ngắm nhìn khi đi dạo ở đây, đó là cũng là về lịch sử ở Đức, rất là hay. Đi dọc theo con phố này sẽ là khu trung tâm thương mại kéo dài, có rất nhiều các nhà hàng, quán ăn và cửa hàng thời trang nổi tiếng. Thành phố Aschaffenburg này không chỉ có những khung cảnh cổ điển mà đây còn có những con đường nhìn rất hiện đại. Những tòa nhà được xây dựng theo phong cách Tây hiện đại xen lẫn cổ điển. Mọi người hãy ghé qua đây để khám phá những con đường, khung cảnh rất đẹp tại đây nhé. Xin chào tất cả mọi người, và ngay bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào một cái quán buffet của Trung Quốc sẽ ăn tối tại thành phố Aschaffenburg. Và ngay bây giờ thì mình và người thân của mình sẽ vào và quay cho mọi người xem buffet tại đây có những cái gì. Thì hầu như là những cái bàn ở đây đều đã được đặt rồi, mà rất là may mắn khi mình với người thân của mình đến là rất còn chỗ, và trời cũng tối dần nên là khách chấp sự rất là nhanh, nên là không ngồi trước thì sẽ bị hết đồ. Suất buffet của cửa hàng này có giá là 22 euro cho một người, và mọi người có thể ăn thả ga rất nhiều món như những đồ hải sản, tôm cá mực sò, thịt bò, thịt lợn tươi, đồ chiên, đồ salad, sushi, đồ rán, đồ xào, đồ tráng miệng và kem. Thực sự nhìn rất là ngon mọi người ạ. Và cuối cùng mình đã gọi một cốc Rattler và gọi những cái món đồ ra, và chút nữa thì sẽ gọi tiếp, bởi vì gọi này thôi để ăn xem từ từng vị một đó.